thân mến, điều gì sẽ xảy ra trong 1 tỷ năm tiếp theo? Tương lai của con người là gì và trái đất yêu dấu của chúng ta sẽ ra sao? Nhân loại đã tồn tại khoảng 200.000 năm và đã trải qua một số thay đổi lớn. Cây cầu ở Bering đã từng kết nối châu Á và Bắc Mỹ với nhau đã bị chìm dưới đáy của đại dương. Vì vậy, nếu nhân loại tồn tại trong 1 tỷ năm nữa, khi đó những thay đổi, những sự kiện gì mà chúng ta có thể dự kiến sẽ xảy ra? Chúng ta không phải là thầy bói, nhưng chúng ta đã nhìn sâu vào thời kỳ đồ đá của lịch sử hành tinh chúng ta để tìm ra những điều đáng ngạc nhiên nhất sẽ xảy ra với trái đất trong tương lai. Trong 1 tỷ năm tiếp theo sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nào. Trong 1.000 năm nữa, tất cả những cấu trúc nhân tạo hiện nay dự kiến sẽ biến mất. Vâng, ngay cả tượng thần tự do cũng sẽ không còn tồn tại. Lời cảnh báo cũng được tiết lộ trong bộ phim Đại chiến hành tinh khỉ. Do sự phát triển nhanh chóng của ngôn ngữ, không có một từ nào ngày nay sẽ còn tồn tại. Từ đó, ngôn ngữ trong tương lai sẽ chỉ chứa một trong 100 từ vựng cơ bản của các ngôn ngữ tương ứng hiện tại. Về cơ bản thì chưa có ngôn ngữ hiện đại nào có thể nhận biết được trong thời điểm này. Trong 2.000 năm nữa, các tấm băng sẽ tan chảy hoàn toàn với sự nóng lên toàn cầu cực độ lên đến 8 độ C. Dải băng Greenland sẽ bị tan chảy. Mực nước biển sẽ cao hơn 6 mét, có nghĩa là khắp nơi. Bạn có biết rằng năm 5125 là năm cuối của lịch sử Maya và theo lịch của người Maya có một ngày tận thế. Một lần nữa, chúng ta sống sót đến năm 5125, nghĩa là trong 20.000 năm, thảm họa hạt nhân Chernobyl sẽ được an toàn vào khoảng 10.000 năm đầu. Tiếp tục, chúng ta sẽ gặp vấn đề trong 10.000 năm tiếp theo. Phần mềm mã hóa năm dương lịch dưới dạng thập phân gồm 4 chữ số sẽ không còn có thể mã hóa ngày bắt đầu từ 10.000. Và thêm vào đó, biến thể di chuyển của con người sẽ không còn khu vực hóa nữa vào thời điểm này. Có nghĩa là ở tất cả các tính trạng di chuyển của con người như màu da và màu tóc sẽ được phân bố đều trên khắp thế giới. Trong 50.000 năm nữa, thác Niagara biến mất, 32 km đến hồ Erie cũng sẽ bị xóa mòn và biến mất, thác nước sẽ không còn tồn tại vĩnh viễn. Trong 100.000 năm nữa, các titan trong MacBook của bạn bắt đầu ăn mòn, hay trong một siêu núi lửa, hoặc các hành tinh chịu một chu kỳ biến đổi khí hậu cực lớn sẽ có khả năng ảnh hưởng tới trái đất. Các ngôi sao trên bầu trời sẽ trông hoàn toàn khác nhau do sự chuyển động của trái đất qua thiên hà. Đây cũng chính là khoảng thời gian ước tính mà nó sẽ được thực hiện để tạo sao hỏa thành một hành tinh có thể sinh sống tương tự trên trái đất. Trong 500.000 năm nữa, nhiên liệu sử dụng trong các lò phản ứng ngày nay cuối cùng sẽ được an toàn và sẽ có một thế giới băng giá mới. Trái đất sẽ có khả năng bị va chạm bởi một tiểu hành tinh có đường kính 1 km, trừ khi nhân loại tạo ra được những hành tinh nhân tạo để ngăn chặn nó. Ngoài ra, vườn quốc gia Banen ở Nam Dakota sẽ bị tàn phá hoàn toàn ở thời điểm này. Trong 950.000 năm nữa, Hồ Thiên Thạch ở Arizona được coi là miệng núi lửa tác động thiên thạch được bảo tồn nhất thế giới trên trái đất sẽ hoàn toàn bị xóa mòn. Trong 1.000.000 năm nữa, tất cả các loại kính được tạo ra ngày hôm nay cuối cùng cũng sẽ bị xuống cấp. Các cấu trúc bằng đá lớn như kim tự tháp ở Giza hoặc các tác phẩm điêu khắc ở Mount Rushmore sẽ được tồn tại bất chấp mọi thứ, đến lúc này cũng sẽ biến mất. Trong 2.000.000 năm nữa, hẻm núi Grand Canyon sẽ bị xóa mòn đáng kể và thậm chí còn sâu hơn thế nữa. Nó sẽ rộng ra thành một thung lũng cực lớn. Lúc này, nhân loại sẽ định cư ở 2 hành tinh khác nhau trong hệ mặt trời và vũ trụ, và các quần thể trên mỗi hành tinh vẫn tách rời nhau. Sau đó, loài người có thể sẽ tiến hóa thành nhiều loài khác nhau vào thời điểm này, đồng thời sẽ thích nghi với các hành tinh khác nhau và có thể không nhận thức được một số loài người khác nằm trong phần còn lại của vũ trụ. Một số nhà nghiên cứu đã cho thấy rằng trong 5.000.000 năm nữa, nhiễm sắc thể Y có thể chết đi và sẽ làm cho người đàn ông không còn tồn tại. Trong 50.000.000 năm nữa, châu Phi sẽ nối liền với châu Á và châu Âu, đóng kín vực lưu, vực địa Trung Hải và tạo ra một dãy núi tương tự như dãy Himalaya. Băng Nam Cực di chuyển về phía Bắc và tan chảy, nâng mực nước biển lên đến 75 mét. Trong 60.000.000 năm nữa, quỹ đạo của trái đất sẽ trở nên không thể đoán được. Trong 250.000.000 năm nữa, các lục địa sẽ bắt đầu di chuyển và tạo ra một siêu lục địa mới. Trong 800.000.000 năm nữa, quang hợp sẽ không còn phá hủy tất cả các loài đa bào. Trong 1 tỷ năm nữa,
vụ phần lớn của Đông Phi sẽ tách ra khỏi phần còn lại của lục địa. Một lưu vực biển mới sẽ hình thành giữa hai bên và châu Phi sẽ được chia thành hai vùng đất riêng biệt. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra trong 1 tỷ năm tới? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.